phải nhập viện để theo dõi thôi. Vì mình rất yếu. Xin lỗi, anh không được vào. Alo, anh nghe đây có chuyện gì không Xuân Khánh? Anh nói gì nghe lạnh lẽo, nhưng không muốn nói chuyện với em gì. Anh đang làm gì? Anh đang họp với các anh em. Chừng nào xong? Có chuyện gì không? Phải có chuyện thì em mới gọi cho anh hả? Thôi được rồi, em muốn thông báo cho anh một chuyện quan trọng. Anh xin lỗi Xuân Khánh nha, hôm nay anh không gặp em được. Anh đang giải quyết một việc hết sức là quan trọng. Xuân Khánh thông cảm cho anh nha. Có gì em nói qua điện thoại luôn đi. Anh không nói anh bận chuyện gì thì em cũng không nói. Thôi được rồi, chẳng qua anh không muốn em lo lắng thôi. Chuyện gì vậy anh? Hay là anh và chị Bích Dân xảy ra chuyện gì hả? Không phải, mà là thằng bé Trọng, con của anh, nó đang bị sốt xuất huyết cấp tính. Anh đang ở bệnh viện nè. Bệnh viện nào vậy anh? Em vô làm gì? Anh tự giải quyết được mà. Trung tâm cấp cứu phải không anh? Được rồi. Khánh, anh có chuyện muốn nói với em một chút. Em đang bận, có chuyện gì không anh? Anh có chút quà tặng cho Khánh. Khánh đừng ngại, coi như là chút lòng thành của anh vậy mà. Thật tình là anh làm Khánh ngượng quá. Người ta nhìn kìa. Thôi anh để trên bàn Khánh đi nha. Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Xuân Trọng? Dạ, là tôi. Anh cầm tờ giấy này xuống phòng thu phí tính tiền rồi quay lại đây. Dạ. Con tôi có sao không cô? Bác sĩ đang điều trị. Anh Minh. À, Xuân Khánh, em đến đây thật sao? Em có nói đùa với anh bao giờ đâu. Bé Trọng sao rồi anh? Anh không biết, họ không cho anh vô. Anh đợi em chút. Dạ, cháu đã đỡ hơn nhiều so với lúc mới nhập viện. Cảm ơn em. Cảm ơn cô. Dạ không có gì. Con bệnh nằm đây mà mẹ thì biến đâu mất. Em không thể hiểu nổi chị Bích Dân. Anh đúng là gà trống nuôi con rồi đó. Có cô nào mỗi lòng vì anh chưa? Có, em đó. Vậy mà em tưởng anh không biết đùa chứ. Thì anh thấy đâu có ai chia sẻ hoàn cảnh neo đơn của cha con anh với em đâu. Ở đời có mấy cái ngu anh biết không? Biết chứ. Có bốn cái: làm mai lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Anh nghe ông bà hồi xưa nói vậy đó. Vẫn còn một cái nữa. Là cái gì? Sang đàn đi lo cho đàn ông có vợ như em vậy nè. Em cũng hay quá ha. Không phải sao? Ba. Ba đây. Mẹ đâu rồi hả ba? Mẹ lát nữa tới. Anh thấy cái ngu thứ năm chưa?
Em gọi anh qua trung tâm pháp y có chuyện gì không? Có chứ. Em hơi múa rìu qua mắt thợ một chút. Anh đừng có cười em nha. Em có nói gì đâu mà cười. Hai vụ án của đội một anh có nhiều điểm giống nhau lắm đó. Em nói anh nghe thử coi, xem có giống như các anh em trong đội phân tích không. Thứ nhất, hai nạn nhân đều chết theo một cách giống nhau, là bị siết cổ bằng sợi dây dù có đường kính 5 ly. Đúng. Ừ. Nạn nhân là nữ, nhưng không bị cưỡng hiếp. Hung thủ lại không vì động cơ cướp của mà ra tay. Đúng. Vậy là em nhận xét cũng đâu có tệ đúng không? Nhưng còn một điều này nữa. Em đọc lý lịch của hai người, thấy hai người có một điểm rất giống nhau. Điểm gì? Cả hai đều có chồng, rồi bỏ chồng bắt bầu với nhiều người đàn ông khác. Nói chung, đó là những người phụ nữ có đời sống tình cảm rất phóng túng. Ý này mới. Anh sẽ ghi nhận và tập trung nghiên cứu để tìm hiểu tâm lý của hung thủ. Ừ. Em nè, em không chỉ là một bác sĩ pháp y giỏi mà còn là một nữ trinh sát xuất sắc nữa đó. Em chỉ liên kết tất cả các sự kiện lại bằng một cách có hệ thống mà thôi, đâu có gì đâu. Ngon không con? Dạ ngon. Cô ăn miếng nữa nha. À, mẹ, mẹ. Chào chị. Cô là ai? À, tôi là bác sĩ pháp y. Tôi đến đây thăm bé Trọng. Con bị sốt xuất huyết, nhờ các bác sĩ giúp đỡ tận tình nên con đã qua cơn nguy kịch. Cô về nha. Bé Trọng ngoan, để mau hết bệnh ha. Con cảm ơn cô. Chào chị. Em về nghe. Thôi Khánh về. Ngày mai tôi sẽ bàn kỹ với Khánh về những ý tưởng mà Khánh đã nêu ra. Dạ. Chào chị. Vô duyên. Hình như cô ta ghen với em. Cô ta yêu anh rồi thì phải. Em sao vậy? Cô ấy là em của anh Xuân Vinh. Em biết mà. Cô là người cộng tác với anh trong các vụ án. Nhưng điều quan trọng anh chưa nói là cô ấy rất đẹp, rất hấp dẫn. Em là phụ nữ mà còn thấy lôi cuốn nữa đó. Em ghen bóng ghen gió gì nữa đây? Mà cả buổi rồi em làm gì mà bên trường điện thoại qua không được vậy? Bây giờ anh còn lên giọng với tôi nữa hả? Mẹ, sao mẹ lại la ba? Cô cưng của mẹ hết sốt chưa vậy? Mẹ, mẹ kêu người ta bỏ cái đó xuống đi. Không được đâu. Con đang bệnh mà. Cái này á là thuốc trị bệnh cho con đó. Con hết bệnh rồi, ba mẹ cho con về nhà nha. Không được đâu. Con còn bệnh mà. Khi nào bác sĩ cho về con mới được về ha. Ô, hôm nay mẹ đẹp quá. Hôm nay mẹ phải đi tiếp khách nước ngoài. Mẹ phải làm cho đẹp người ta mới thích. Thích làm gì? Thích người ta đem mẹ theo luôn đó. Mẹ hứa với con đi. Hứa gì nè? Mẹ không đi đâu hết, mẹ ở nhà với con nha. Thì mẹ hứa. Nhưng có điều bây giờ mẹ phải đi làm việc. Mẹ sẽ gặp con sau. Con ở đây với ba nha. Mẹ hứa
với con rồi, mẹ lại bỏ con đi nữa. Mẹ xấu lắm, chỉ có bà tốt thôi. Con ngoan đi, mẹ sẽ trở lại mà. Mẹ nói dối, mẹ đây đi, mẹ đây đi. Em không thể ở lại. Em có một cái hẹn rất quan trọng với khách nước ngoài. Anh ở lại coi con giùm em nha. Em đi đi. Nhưng anh không được hờn trách em đó. Đây là một trường hợp bất khả kháng thôi. Anh đã quen với cái trường hợp bất khả kháng của em rồi. Em nghĩ anh chăm sóc cho con sẽ tốt hơn em nhiều. Chúc em đi vui vẻ và thành công. Alo. Em đang ở đâu? Em đang bận một chút việc. Anh cứ chờ ở đó nha. Ok. Hôm nay chị đi có một mình hả? Dạ, tôi đi có một mình à. Nếu mà biết vậy hồi sáng em qua em rước chị đi luôn cho nó vui. Em đi có một mình cũng buồn lắm. Mình vô trong nha chị. Ừ, vô. Dạ. Anh rất hãnh diện khi có em bên cạnh vì em rất đẹp. Anh nên làm một cái gì đó khác hơn là cứ khen em hoài. À, anh định giới thiệu em với mọi người như thế nào? Vẫn là bạn gái của anh, được chứ? Chỉ là bạn gái thôi sao? Anh rất muốn thay đổi quan hệ giữa chúng ta. Nhưng điều đó còn tùy thuộc ở em. Em sẽ quyết định tất cả. Em chỉ thử lòng anh thôi. Nhưng em muốn cùng đi Singapore với anh. Được thôi, anh rất mong muốn điều đó. Anh sẽ giới thiệu em với các đồng sự của anh rằng anh sẽ cưới em, ok? Còn chồng con em thì sao? Chứ nhỏ, anh yêu em thì cũng yêu con em. Nhưng chọn em thì em phải tự giải quyết ổn thỏa. Anh không muốn gặp rắc rối. Nghe nói anh ta là sĩ quan công an. Sao anh biết? Anh phải biết ngơi, biết ta chứ. Dạ, chào chị. Ủa, anh tới lâu chưa? Chào ông. Chào. Chào. Dạ, mời chị ký tên. Dạ. Chào anh. Chào. Dạ, chào bà. Hân hạnh được biết ông bà. Xin chào anh chị. Cảm ơn em. Hôm nay đông quá. Đi hướng này hả em? Lâu lắm rồi mới gặp lại đó nha. Xin chào ông bà. Chào. Chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp ông bà. Tổ chức từ thiện của chúng tôi từ nay có thêm một nhà hảo tâm. À, xin giới thiệu với ông bà, đây là bác sĩ Văn, chủ tịch hội. Hân hạnh được biết ông bà. Dạ, chào ông. Dạ. Tôi hiểu và chia sẻ hoạt động của tổ chức hiến tạng cứu người do các ông lập ra. Điều đó rất cần thiết và cao cả. Tuy nhiên lại rất mới lạ ở Việt Nam. Hình như tôi đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Khi đó công ty lữ hành của chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Tôi là luật sư Trần Vĩnh Kỳ. À, tôi là một trong những người ái mộ chị đó. Em thấy chưa? Có quá nhiều người đàn ông ái mộ em. À, xin mời ông bà ký vào sổ lưu niệm. Dạ, xin mời. Dạ, mời anh chị. Chúc mừng anh. Mình qua đây đi. Dạ. Dạ, xin mời. Dạ. Alo, ai vậy? Một người bạn ở công an quận 1. Ông đang ở đâu vậy? À, tôi đang bận. Có gì không anh? Tôi đang dự lễ ra mắt một hội từ thiện mới thành lập. Vậy là vui rồi. Nhưng tôi đang khó chịu đây. Chuyện gì? Anh phải coi lại bà vợ xinh đẹp của anh mới được. Cô ta đang ngồi thân mật với một thằng Tây. Có gì đâu. Chỉ là quan hệ đối tác thôi mà. Chỗ anh em
thấy sao tôi nói vậy? Tùy anh. À, xin lỗi, anh có thể cho tôi biết quý danh được không? Lục Bình. Alo. Alo. Lục Bình. Lục Bình là ai? Kể từ ngày hôm nay, tôi đưa thằng Trọng tới cơ quan chiều về. Anh đừng bận tâm tới nó nữa. Anh lo công việc của anh đi. Gửi con ở nhà trẻ cũng được mà em. Bây giờ anh đến gửi con, chiều em đón về. Gửi nó vào nhà trẻ để nó bị sốt như hôm vừa rồi sao? Tôi là mẹ nó, tôi có trách nhiệm. Anh đừng có xía vào. Đi con. Ngoan lắm. Chiều chúng ta gặp lại nha. Dạ. Ngoan nha. Dạ. Mời vào. Chào bác sĩ. Ủa, anh Trần Minh. Không ngờ nha, bé Trọng khỏe rồi hả anh? Cháu mới ra viện hôm qua. Sáng nay Bích Vân đưa bé Trọng nó xuống công ty du lịch. Anh ngồi đi. Anh đến trả nợ em đây. Trả nợ? Trả nợ cho một ý tưởng tuyệt vời. Tuyệt vời gì? Anh cứ làm em nở mũi. Hiện nay anh đang tập trung điều tra các vụ án về các đối tượng hình sự có tiền án giết người theo cách mà hung thủ đã làm. Siết cổ bằng dây dù. Đúng. Ừ. Nhưng điều em muốn anh chú ý chính là tâm lý của hung thủ. Hắn có một não trạng không bình thường. Hắn muốn vừa làm quan tòa mà vừa làm đau phủ để xử tử những kẻ vi phạm giáo điều. Hai người đàn bà đó đã vi phạm. Ừ. Họ làm quen ố hình ảnh của người phụ nữ, nhưng luật pháp không thể kết tội và phán quyết. Vậy là hắn đã nhân danh công lý để thi hành án lệnh. Thật là không hiểu nổi. Một vụ án mạng mang màu sắc thần bí, nhưng dù sao thì đây cũng chỉ mới là giả thuyết. Cần phải có những bằng chứng cụ thể thuyết phục. Em chỉ nêu lên thôi. Còn anh là người chứng minh. Alo, anh đi. Anh ơi, bé Trọng. Anh có thấy bé Trọng đâu không? Hỏi gì kỳ vậy? Sáng nay bé Trọng đi với em mà. Có chuyện gì vậy? Không biết nó đi đâu mất rồi. Em tìm nãy giờ khắp cơ quan mà không thấy. Được rồi, anh sẽ đến liền. Có chuyện gì vậy? Bé Trọng sao hả anh? Anh đi nha. Ừ. Alo,
Dạ em ở công ty du lịch đây ạ. Hồi nãy em có báo với công an phường một vụ đứa bé con của chị nhân viên trong công ty đi lạc. Dạ có kết quả gì chưa anh? Chúng tôi đã thông báo xuống các địa bàn ở trong phường nhưng vẫn chưa có thông tin. Chừng nào có gì á chúng tôi sẽ liên lạc sau nha. Dạ em cảm ơn anh. Công an phường vẫn chưa nói gì. Trời ơi. Dân đã báo cho anh Trần Minh chưa? Ảnh làm công an, ảnh quen biết nhiều thì sẽ dễ tìm kiếm hơn. Người ta làm công an, vợ con được nhờ đủ thứ. Còn ông này chắn được cái gì? Nhà đang ở cũng là nhà của chị mua. Không nhờ ba chị quen lớn, dễ gì ông còn cái lon đại quý. Đại quý cũng là lớn lắm rồi. Đại quý hả? Bây giờ giá chót á là thiếu tá. Con đâu? Sao em hỏi gì kỳ vậy? Em điện thoại báo cho anh là con đi lạc, anh lập tức tới đây liền. Bây giờ em hỏi ngược lại anh là sao? Thì anh là công an, em báo cho anh để anh đi tìm nó. Nhưng em là người giành giữ con. Để thằng bé đi lạc vậy là sao? Anh đã nói á là gửi con ở nhà trẻ đi. Em không chịu nghe, cứ nằng nặc đòi chở nó theo. Tôi đâu phải là con anh. Sao anh lại lớn giọng với tôi hả? Còn ngồi đó làm gì? Ra ngoài hết đi. Nhưng em làm sao để con nó đi lạc? Đưa đi đi chơi rồi bỏ quên đúng không? Đi chơi đâu mà đi chơi. Tôi để nó ngồi trên ghế đằng kia kìa. Xoay qua nói chuyện điện thoại với khách, quay lại nó đi mất tiêu rồi. Em ơi, em có biết là mẹ không vậy? Đây là cơ quan du lịch chứ không phải là nơi giữ trẻ. Tôi đâu có biết đâu. Tại thằng con anh, nó không chịu ngồi một chỗ. Nó giống anh, đi suốt cả ngày à. Nhưng em đi tìm nó chưa? Em đã báo công an chưa? Tôi đã tìm khắp nơi. Muốn rải dò luôn nè. Anh giỏi thì đi tìm đi. Đi tìm con thì than rã dò, còn đi chơi với tay thì cười toe toét. Em nói vậy mà nói được hả? Anh muốn gì đây? Anh tới công ty bêu xấu tôi phải không? Cần gì phải bêu xấu? Ở trên TV đầy giấy kìa. Cô đúng là một người đàn bà vô lương tâm. Con nằm ở bệnh viện thì không vô thăm, mà nỡ lòng nào đi chơi với một người đàn ông khác vui vẻ như vậy. Trời ơi, anh muốn cái gì đây? Anh muốn ly dị phải không? Tôi dính đơn ly dị ngay bây giờ nè. Chỉ có người đàn bà vô lương tâm như cô mới nói ra những lời như vậy. Cô có quan tâm tới thằng Trọng không? Tôi với cô ly dị đó là chuyện dễ dàng thôi. Cô nói thì sao? Nó ở với tôi. Còn tôi không thể nào ở với một người như cô. Bây giờ cô trả lời đi, thằng Trọng ở đâu? Nó ở đâu? Tôi không biết. Tại sao lúc nào anh cũng chăm chăm quy chụp cho tôi như vậy? Tôi không muốn như vậy. Con tôi sinh ra tôi không xót hay sao? Alo. Xin lỗi, anh có phải là Trần Minh? Dạ đúng rồi, xin hỏi ai vậy ạ? Mời anh đến công an phường 9 quận 1 có việc cần. Anh có thể nói rõ hơn được không? Anh cứ đến như tôi đã trao đổi nha. Dạ cảm ơn anh, tôi đến liền. Gì vậy? Bé Trọng hả? 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 Dạ thưa chị, vừa rồi ở công an phường. Chào anh. Có một anh gọi cho tôi. Này chị, anh là đội trưởng đội trọng án 1 phải không? Dạ đúng rồi. Em đi họp chiến sĩ thi đua, nghe báo cáo về thành tích của anh rất là nhiều. Nghe báo cáo thế nào? Anh đã phá rất nhiều vụ án rất xuất sắc, lại là chiến sĩ thi đua toàn ngành nhiều năm liền, mà là đảng viên ưu tú nữa. Dạ cảm ơn chị. Nhưng mà anh làm cha thì hơi kém lắm. Sao lại để con anh đi lạc ở ngoài đường vậy?
Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Chị có thể cho tôi gặp cháu được không? Được, bây giờ anh ngồi đợi một chút. Để tôi mời anh phó công an phường. Dạ, anh đợi chút nha. Con biết ai đó không? Ba. Một người dân trong phường thấy thằng bé đứng khóc ngoài đường, cho nên đưa nó về đây. Sao anh đi đâu mà bất cẩn vậy? Lỡ gặp bọn xấu thì sao? Chuyện này cũng khá tế nhị. Vợ tôi dẫn cháu đi chơi, chắc lơ đễnh làm sao đó. Đến khi quay lại thì cháu mất tiêu rồi. Anh biết rồi đó. Lúc này bọn bắt cóc trẻ em đang rộ lên. Anh may mắn đó. Nếu không thì... Cảm ơn anh em nhiều. Nè, hồi nãy con nói gì với bác? Nói lại cho ba nghe đi. Tại sao con đi lạc? Nói đi. Con ở một mình không có bạn chơi mà cũng không có đồ chơi luôn, nên con người ta bán đồ chơi. Vậy sao con khóc? Con muốn có siêu nhân đấu với ác thú, nhưng người ta không cho. Người ta hỏi con có tiền không, con nói dạ không, rồi người ta đuổi con đi, con mới khóc. Lát nữa ba sẽ dắt con đi mua đồ chơi nha. Quái thú chiến đấu với siêu nhân nha. Hello ba, ba là siêu nhân. Như vậy bác là ác thú rồi, phải không con? Ba và bác đánh nhau đi. Băng, băng. Thấy ghét à. Con trai ngoan quá. Cảm ơn anh. Xin lỗi mọi người, do những bận chuyện gia đình tôi đã thiếu tập trung vào chuyên án. Anh em không ai trách anh cả. Thậm chí chúng tôi còn yêu cầu anh nên quyết đoán hơn để giải quyết chuyện gia đình. Nhưng mà anh cứ ngần ngừ, do dự. Tôi nghĩ anh nên cắt bỏ cái khối ung thư đó đi thì mới tập trung tốt cho công việc được. Tôi cũng nhất trí như vậy. Cho dù tôi chưa lập gia đình, nhưng mà nhìn vào hoàn cảnh của anh Minh, tôi nghĩ thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhiều khi nghe dư luận lời ra tiếng vào về anh Minh tôi cũng ức. Tôi biết đội chúng ta đang bị lãnh đạo khiển trách vì công việc cứ dậm chân tại chỗ. Chuyên án trước thì chưa xong, lại thêm chuyên án mới. Sắp tới đây tôi không biết còn chuyên án nào nữa không. Theo tôi, sở dĩ công việc không phát triển vì một khi rắn đã mất đầu thì còn làm gì được đây? Tôi nghĩ vụ án không dậm chân tại chỗ như anh Nam nói đâu, mà nó có tiến triển đó. Tiến triển chỗ nào? Có bằng chứng gì không em? Tôi đã xác minh vụ án thứ nhất theo hướng anh Trần Minh chỉ đạo. Nạn nhân tên Nguyễn Thu Sương, 30 tuổi, lấy chồng trước đó 1 năm rồi chia tay. Cách đây 2 hôm tôi đã đến gặp gỡ mẹ nạn nhân. Bà ấy cho biết một số chi tiết mà chúng ta điều tra vụ án đã bỏ lỡ qua không chú ý tới. Chi tiết gì? Chúng tôi đã trực tiếp thẩm vấn các đối tượng có liên quan. Con chào bác. Chào cô. Bác còn nhớ con không bác? Nhớ chứ. Sao lại không nhớ? Cô Duyên phải không? Dạ. Đúng là con Thu Sương nhà tôi nó linh thiêng, nên mới xui khiến cô tới đây gặp tôi.
Bởi vì tôi có chuyện muốn gặp cô, nhưng mà không biết gặp cô ở đâu. Nay gặp cô ở đây thiệt là may quá. Dạ. Cho con vô đốt nhang cho chị Sương trước nha bác. Mời, mời cô vào nhà. Cô ngồi đi. Để tôi lấy nước cho cô uống nha. Dạ thôi khỏi bác, cảm ơn bác. Cô Duyên ơi, chuyện xảy ra cũng gần một năm rồi mà tôi không quên được. Con tôi nó chết tức chết tuổi. Mỗi khi nhớ đến tôi thiệt là đau lòng. Tôi chịu không nổi cô Duyên ơi. Bác bình tĩnh lại đi. Con đến đây vì con có chuyện muốn nói với bác. Mà ngộ ghê, tôi thì muốn gặp cô, mà cô cũng muốn gặp tôi nữa. Đúng là hương hồn của con Sương nó xui khiến sao đó cô. Bác à, từ ngày chị Thu Sương qua đời đến giờ, bác có nghi ngờ điều gì không? Những gì mà bác chưa nói với cơ quan điều tra. Có. Chuyện này không phải tôi muốn giấu giếm gì các cô các chú, nhưng mà chuyện này nó mới xảy ra đây thôi. Tôi định tìm các cô các chú để nói, nhưng mà tôi sợ. Bác sợ cái gì? Nhưng mà tôi sợ cô chú nói tôi là mê tín dị đoan. Nghĩa là sao vậy bác? Thu Sương nó hiện về, nó nói là nó chết oan ức lắm. Người giết nó hiểu lầm, nó là đàn bà trắc nết, đàn điếm bỏ chồng theo trai, nên trừng trị nó để răn đe cho người khác đó cô. Sao lại có kẻ dám làm gì phi pháp như vậy hả? Hắn có quyền gì chứ? Có đó cô. Ông có quyền lực lắm á. Ai? Bác biết hắn phải không? Không, tôi không biết gì hết á. Bác mới là lạ nha. Con bác chết, bác là người đau khổ. Tụi con đến đây để đi bắt hung thủ, trừng trị trả thù cho con bác. Đáng lẽ ra bác phải mừng chứ. Sao lại sợ mà che giấu kẻ thù ác như vậy? Bác biết hắn phải không? Hắn là ai vậy? Bác nói đi. Đó là... Bác ơi, bác nói đi. Có tụi con ở đây, bác không có gì phải sợ cả. Hắn sẽ bị xét xử, hắn sẽ bị trừng trị. Lúc đó chị Thu Sương sẽ ngậm cười nơi chín suối. Bác nói đi, hắn là ai vậy? Hắn đó. Đó là một chi tiết mới mẻ trong vụ án này. Tôi nghĩ chính hắn là hung thủ. Hắn đâu em? Thì gã đàn ông mà tôi đuổi theo. Hắn ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Như tôi nghĩ là tôi sẽ tìm ra hắn. Từ một giấc mơ, một gã đàn ông không rõ tung tích xuất hiện, vậy là giấc mơ trở thành sự thật. Duyên à, anh thấy hoang đường quá đó em. Không không, tôi thấy không hoang đường chút nào cả. Những gì Duyên nói tôi cũng đã từng trải qua. Nông thôn chúng ta ngày nay hãy còn nhiều điều kỳ bí, và đầu óc hoang sơ của những người nông dân dễ bị mê hoặc vào một niềm tin quyền hoặc nào đó, và những bọn xấu cơ hội đã lợi dụng làm những điều sầm bậy. Giả dụ như tên hung thủ đó có thật như Duyên đã thấy, vậy mối liên hệ giữa hắn với hai cái chết như thế nào? Còn một sự kiện nữa mà tôi đã được mẹ của cô Thư Sương kể lại khi gặp bà lần đó.
Mũi như vậy sao mà đọc được đây? Biết đâu trong giấy này người ta nói gì thì sao? Hay là con thu sương nó nhắn gửi cái gì? Sương ơi, con có muốn nói gì với má thì con linh thiêng hiện về nói cho má biết. Chứ con viết như vậy, mắt mũi má lèm nhèm, má đâu có đọc được. Hỡi những kẻ lăng loàn trắc nết, hãy nhìn vào đây mà làm gương. Đàn bà dối chúa lộn chồng, không sớm ăn năn thì sớm muộn gì cũng bị trừng phạt. Ta, hoàng tử út của Ngọc Hoàng Thượng Đế, được biệt phái xuống trần gian thế thiên hành đạo, nay bố cáo cho gần xa được rõ. Đúng là bọn tâm thần dễ sợ. Đó, anh làm thấy chưa? Hung thủ là một kẻ tâm thần, một tên biến thái. Chính yếu tố thần kinh phân liệt đó mới khiến cho chúng ta bị quan tưởng á. Bây giờ thì anh đồng ý với em rồi. Nhưng anh chỉ tin vào chứng cứ, xong mình phải phân tích và nhận dạng trên tờ giấy này với nhận dạng của kẻ tình nghi thì mới chắc chắn được em à. Tôi bắt đầu bị lôi cuốn vào cái vụ này rồi. Tôi là dân miền Tây nên tôi hiểu rất rõ. Ở quê tôi còn nhiều ông đạo tu luyện thần bí lắm. Nè, mọi người có nghe nói tới bùa thiên linh cái chưa? Đó là cái thai của phụ nữ, và có khi trong cái thai đó là cái đầu lâu của hài nhi. Trời đất ơi, anh nói sao nghe ghê quá vậy? Bộ anh có luyện bùa thiên linh cái hả? Sanh rành quá vậy? Trời ơi, em nói bậy nói bạ gì vậy? Tôi xin thay mặt toàn đội một biểu dương thành tích của Duyên. Anh Minh, em sẽ xin Khao Duyên một chầu bồ bía. Một chầu bồ bía nha em. Kha em thêm một chầu nước mía em mới chịu á. Được. Ê, ăn đã luôn hả? Vậy là chúng ta đã đi đúng hướng. Hung thủ đã lộ diện. Tôi đề nghị anh Mân có nhiều kinh nghiệm, lại am hiểu về những phong tục tín ngưỡng dân gian, sẽ đi cùng Duyên tìm ra hung thủ. Và thông qua mẹ của nạn nhân để nhận dạng hung thủ. Còn anh Hào và Nam sẽ phụ trách vụ án này, tìm ra thêm chứng cứ để đi đến kết luận hai vụ án chỉ là một hung thủ gây ra. Rõ. Bé Trọng mặc đồ mới ta, đẹp trai quá à. Giống ba Trọng mà, ba Trọng đẹp trai thì Trọng đứng đẹp trai chứ. Trời ơi, còn ai mà ăn nói khôn chưa kìa. Khen ba nở mũi kìa. Con chào cô chưa? Chào cô. Chào anh. Chào anh. Con. Dạ chào chị. Anh Vinh giấu chị kỹ quá, hôm nay mới được gặp. Con chào cô, chào chú. Giỏi. Hôm nay chị Nhà không đi với anh à? Mẹ con ghi lộn với ba nên mẹ con bỏ đi rồi. Trọng, ăn nói cẩn thận con, đâu phải chuyện gì cũng nói. Con xin lỗi ba. Thôi mà, ba cứ làm khó bé Trọng hoài à. Bé trung thực, bé thấy sao nói vậy hả? Ha. Phải rồi đó cô, ba con dạy phải luôn luôn thành thật. Anh Minh cũng thiệt tình á. Thằng bé mới có 5 tuổi thôi, bây giờ có những lúc tôi thấy mình quá hối hận vì phải thành thật với phụ nữ. Trời ơi. Ảnh mà thành thật á, tôi chết liền á. Nói vậy chứ không phải vậy đâu. Hai bác có trong nhà không? Để tôi vô chào hai bác. Ê, cha.
Lễ phép chưa kìa, giống như là ra mắt ba mẹ vợ không bằng vậy. Anh, cái ông này hết chuyện ba mẹ vợ ra rồi kìa, không cần phải vô nữa. Ba, cô chào hai bác. Chào ba đi con. Chào ông, con chào ba. Ngoan lắm. Hai bác khỏe không ạ? Ừ, cảm ơn cháu. Hai bác phải khỏe chứ, vì cái con nhỏ này nè. Sao vậy bác? Để lo cho nó nữa chứ. Con gái con lứa, lớn chục ngòng mà chưa chịu lấy chồng nữa. Mẹ, lấy ai bây giờ mẹ? Ai cũng chê con á. Con á, lúc nào cũng ngang như cua. Chứ bác sĩ Sâm có chê con không? Cậu Minh nè, cậu có biết bác sĩ Sâm ở chỗ Xuân Khánh làm không? Dạ biết. Ông ưng nó quá trời, tuần nào cũng đến thăm vợ chồng tôi hết á. Vậy mà nó không trả lời trả vốn gì cho người ta hết. Thôi mà mẹ, mẹ có vô nhà để cho anh Minh ảnh vô nhà không? Nãy giờ cứ bắt anh đứng ở ngoài này hoài à. Phải đó. Mà cậu Trần Minh. Dạ. Ba mẹ vô trước đi, con có chuyện bàn với Minh chút. Ừ. Anh á, vô mình vô đi nào cũng công việc công việc, chán anh quá. Anh vô liền, chuyện này quan trọng lắm. Mời anh ngồi. Mời. Có chuyện gì bí mật dữ vậy Trần Minh à? Chuyện này anh phải giúp tôi mới được. Nhưng mà giúp chuyện gì? À, có phải chuyện mà Trung tá Hưng nói không? Ủa, Trung tá nói với anh rồi hả? Ừ. Vậy thì càng hay. Tóm lại là tôi chuẩn bị phá một băng cướp chuyên giật giỏ sách của khách, rút tiền từ ngân hàng ra. Tôi cần anh góp ý cho phương án và cùng tham gia phá án với tôi. Cấp trên đã đồng ý, bây giờ chỉ cần anh gật đầu là xong. Dĩ nhiên là được rồi. Cảm ơn anh. Anh Vinh, vô liền, xong rồi. Phải chi mà vợ anh chết, tôi gả Xuân Khánh em gái tôi cho anh luôn. Tôi biết tiệm đèn của hai người quá rồi. Hey, ở đời nhiều chuyện thật trớ trêu, người bình thường lại không sống cùng với nhau được. Nè, nếu như có kiếp sau á, hai người tranh thủ sớm thành vợ chồng nghe. Kiếp này lo còn chưa xong nữa, hơi đâu mà lo kiếp sau. Thôi vô. Xe đã ra rồi, chuẩn bị xuất phát. Xác minh kỹ chưa? Hắn sẽ lộ diện chứ? Chắc chắn. Với 5 tỷ bạc trong chiếc xe hơi trắng, hắn không thể không lộ diện. Tôi đã nghiên cứu tên Bửu này kỹ lắm. Hắn là một tên xảo quyệt, có bản lĩnh đó. Chắc chắn bọn đàn em của hắn đang bám theo chiếc xe trắng kia đó. Ừ. Anh có tin là hắn sẽ liều lĩnh tấn công chiếc xe không? Nói chung là chúng ta phải lường trước mọi tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng chiến đấu. Ừ. Anh em trên đường sẵn sàng chiến đấu. Tao là siêu nhân nè, tao là người dơi nè, tao thách hết luôn á, tao thách á, thách hết lực lượng công an của tụi bay dám đụng sờ lông chân của tao. Đứng lại, đứng lại. Anh Vinh, anh Vinh, anh Vinh. Tôi đợi anh một chầu kìa, không biết đứt mấy khúc ruột rồi. Anh yên tâm đi, đừng nói nhiều nữa, tôi sẽ đưa tới bệnh viện. Ừ.
lên nhanh. Anh Cảm Viện đợi ở ngoài, có gì tôi sẽ thông báo sau. Anh Xuân Vinh có sao không? Tại sao anh không báo cho em biết hết trơn vậy? Anh không muốn em lo lắng. Với lại anh Vinh bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Anh Tứ trong đội 2 báo với em là anh bị bắn vào bụng, anh nói là không sao hả? Anh tin anh Vinh sẽ vượt qua được mà. Anh không sao đâu. Anh à, không biết có sao không anh? Sao mà lâu quá vậy? Em bình tĩnh đi. Nhưng mà anh không sao đâu. Nhưng mà em sợ lắm. Không sao đâu. À, dạ thưa bác sĩ. Ừ. À, tôi là Trần Minh, là người nhà của đại quý Xuân Vinh. Chúng tôi muốn biết tình hình sức khỏe của anh Xuân Vinh thế nào rồi. Ừ, ổn rồi. Tất nhiên anh ấy phải nghỉ dưỡng một thời gian. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Ổn rồi. Em mừng quá. Không sao đâu. Một ngày nào đó, mình sẽ rời khỏi cuộc đời này. Một cuộc đời với biết bao hệ lụy. Ai đó sẽ khóc thương, sẽ nhớ đến mình. Nhưng cùng với sự phá hủy của thân xác, dưới nấm mồ trải qua thời gian, những ký ức đó cũng sẽ phôi pha dần. Rồi sẽ chẳng còn gì ở lại cả, ngoài hư vô mênh mông. Tại sao mình không làm điều gì đó? Tại sao mình không trao lại một phần cuộc sống của mình cho người khác, để họ tiếp tục cuộc sinh tồn này? Lúc ấy, mình sẽ cùng sống với họ và những người thân yêu của mình. Xuân Khánh, em làm gì ở đây? Sao em lại đứng đây? Tại trong nhà đông quá nên em ra ngoài cho thoáng. Em nghe hết rồi phải không? Em... Không có gì đâu. À, anh muốn hỏi em chuyện này. Dạ. Anh sẽ đăng ký vào hội hiến tạng cứu người. Em thấy sao? Em nghĩ điều đó cũng tốt. Mà anh cũng biết tổ chức này hả?
anh nhìn thấy lễ ra mắt ở trên truyền hình. Hôm đó anh ở trong trung tâm cấp cứu để nuôi bé Trọng. Anh chàng luật sư của hội này cũng có vẻ thân thiện lắm đó. Đó là luật sư Trần Vĩnh Kỳ, một người có nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội. Em cũng biết anh ta à? Thì cũng chỉ đọc báo mà thôi, nhưng chưa gặp lần nào. Thôi mình đi vào nhà đi ha. Dạ. Dạ chào anh cần tư vấn gì ạ? Mời anh ngồi. Không, tôi cần gặp luật sư Trần Vĩnh Kỳ. Dạ anh chờ em một chút nha. Alo. Dạ anh Vĩnh Kỳ, có người muốn gặp anh ạ. Dạ. Mời anh vào. Anh Vĩnh Kỳ. Có người gặp anh nè. Cảm ơn cô Nhung. Dạ không có gì. Chào anh. Chào. Mời anh ngồi. Tôi đã gặp anh Vĩnh Kỳ trên truyền hình. Hôm đó trong buổi lễ ra mắt hội, anh phát biểu rất cảm động. Cảm ơn anh. Tôi là Trần Minh. À, anh đang làm gì ở cơ quan nào? Tôi đang làm dịch vụ vận tải. Hôm nay tôi đến đây để gặp anh, để đăng ký tham gia vào hội hiến tạng cứu người. Vậy thì tốt quá. Nhưng mà anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Và những người thân trong gia đình đã thống nhất hết chứ? Anh yên tâm đi, tôi sẽ giữ giấy cam kết. Tốt quá. Cảm ơn anh. Anh uống nước đi. Xin chào đại quý Trần Minh. Rất hân hạnh được nói chuyện với đại quý, người mà tôi rất ái mộ. Rất cảm ơn anh. Tôi xin lỗi, anh có thể cho biết quý danh để tôi tiện nói chuyện được không? Cứ gọi tôi là Lục Bình. Anh đang ở nhà phải không? Có chuyện gì không? Vợ của anh đâu rồi? Rất tiếc, tôi không thể trả lời câu này với anh. Tôi biết cô ta đang ở đâu. Cô ta đang nhảy đầm với một người đàn ông khác. Nè, anh không được vu khống người khác nghe chưa? Anh đúng là người đàn ông yêu vợ nhất trên thế giới. Tôi thấy thương cho anh quá. Bị vợ cắm sừng mà vẫn tôn sùng vợ như thánh thần. Anh nói đi, thật ra là anh muốn gì? Đêm nay anh phá cửa ngủ kỹ với thằng con của anh đi. Cô ta sẽ không về với anh nữa đâu. Alo. Alo. Alo Bình. Ơ đi ơi, anh đâu rồi? Đứt đầu quá. Ơ đi. Thank you.
Tôi là Trần Minh đây. Anh chưa ngủ sao? Tôi đã bảo vợ anh đã không về với anh nữa đâu. Cô ta đã theo một người đàn ông khác. Ngủ đi ông bạn. Tôi muốn gặp anh được không? Anh không tin tôi sao? Tôi tin. Nhưng tôi muốn biết thêm. Biết để làm gì? Cái bọn đàn bà trắc nết đó mà anh còn liếm tiếc sao? Tôi muốn hỏi, tại sao anh lại biết chuyện gia đình tôi? Anh càng nổi tiếng chừng nào thì chuyện vợ chồng của anh nó càng lan xa chừng nấy. Chỉ có anh mới cố tình làm lơ mà thôi. Nhưng tôi thì không thể làm lơ được. Vì tôi rất ái mộ anh. Vì anh là hình ảnh của tướng nhà trời phái xuống để tiêu diệt ác quỷ. Mà vợ anh là loài ác quỷ. Anh không tiêu diệt được thì tôi sẽ thay trời mà hành đạo. Tôi sẽ giết nó để bảo vệ luân thường đạo lý đang bị suy đồi. Anh Lục Bình, nếu anh có lòng với tôi thì anh không nên làm điều gì phạm pháp. Dù vợ tôi có sai lầm đến đâu, nhưng con tôi không thể nào mất mẹ. Chính vì vậy mà tôi phải cắn răng chịu đựng. Vợ anh nó dám thách thức anh cũng vì anh đó. Nó có nghĩ gì cái thằng con của nó đâu. Nó chỉ nghĩ tới người tình của nó mà thôi. Trước sau gì tôi cũng giết nó. Tôi sẽ xiết cổ nó bằng sợi dây dù, như đã từng xử tử hai đứa trước kia. Thì ra anh là... Chính tôi là kẻ mà anh đang tìm cách để còng tay. Anh đã cho người theo dõi tôi, nhưng vô ích. Tôi sẽ không bao giờ bị bắt đâu. Anh nói thiệt với tôi đi, anh đang giam giữ vợ tôi đúng không? Sao anh giỏi vậy? Đúng là cảnh sát hình sự. Cô ấy có những sai lầm, nhưng không vì vậy mà anh xuống tay. Tôi thành thật xin anh đó. Sao anh còn xin xỏ cho nó chứ? Cái lỗi đàn bà này không đáng một xu. Nó đang hủy hoại cuộc đời anh á. Anh không thấy sao? Tôi hiểu, nhưng anh không nên lúng sâu vào tội ác. Anh Lục Bình à, anh nên ra đầu thú, thành thật khai báo, anh sẽ được hưởng khoan hồng. Dứt mẹ anh đi. Anh đừng có dụ tôi ra hàng. Có giỏi thì bắt tôi nè. Tôi nhắc lại anh nghe cho rõ, chính tôi đã thừa lệnh nhà trời giết hai con đàn bà tội lỗi ngập đầu đó. Và người thứ ba sẽ là vợ của anh. Đàn bà phản bội, trơ trẽn. Mày đã bỏ chồng bỏ con mà theo người đàn ông khác. Tao giết mày. Cứu tôi với, cứu tôi với. La đi, mày la lớn lên đi. Còn có ai đến cứu mày hay không? Đây là chung cư đã bị giải tỏa, không có ai đâu mà mày kêu cứu. Hôn hồn thì im cái miệng lại. Nếu không thì... Thank you.